Chào các bạn cùng những lời chúc an lành và tốt đẹp nhất. Đúng ra hôm nay tôi sẽ tiếp tục ra tập 8 với chủ đề đọc thơ tình yêu lứa đôi. Nhưng vì ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 đã đến rồi, và đồng thời để ghi nhớ công ơn và tôn vinh các bậc thầy cô giáo, những người làm công tác chọn người, hôm nay tôi xin phép chuyển tập 8 qua một vòng 360 độ, chuyển thành đề tài chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Rất mong các bạn thông cảm và vào xem ủng hộ nha. Đây là chương trình đặc biệt được sư phụ phối hợp chặt chẽ giữa hai tác giả, đó là tác giả Lê Dung với bút danh Hương Biển, được thể hiện qua hai bài thơ. Bài thơ đầu tiên đó là chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 và bài nhớ thầy cô giáo cũ, phối hợp với tác giả Lê Văn Kiệt, tức bút danh là Kiệt Lê, tức là tôi, được thể hiện qua hai bài thơ nhớ ngày 20 tháng 11 năm nào và bài trường xưa. Xin mời các bạn cùng vào thưởng thức. Để mở màn chương trình hôm nay, tôi xin phép biểu diễn bài thơ đầu tiên với tựa đề chúc ngày nhà giáo Việt Nam ngày 20 tháng 11. Xin mời các bạn cùng thưởng thức. Thầy cô là những con đò cả đời đưa khách học trò tiến thân, cả đời tận tụy tấm thân đứng trên bục giảng. Ngày bụi phấn rơi rơi, từng hạt bụi phấn mãi rơi mái đầu, tóc xanh thành mái tóc sầu, ngày ngày đứng lớp đêm thâu chăm bài, ngày đêm công việc miệt mài lo cho lớp trẻ tiến dài tiến xa. Học trò bao lớp đi qua, thành danh chi mỹ cửa nhà khang trang, trở thành ông tướng ông hoàng, trở thành tiến sĩ hiên ngang với đời, hy sinh cho cả cuộc đời chỉ mong lớp trẻ vào đời vững chân. Ngày nhà giáo đến rồi, chúc thầy cô giáo ngập tràn niềm vui, tặng thầy cô những điểm 10 trong ngành giáo dục trong người mãi sau. Chúc thầy cô được thọ lâu, vui cùng con cháu bạc đầu răng long. Thầy cô luôn có tấm lòng như người hiền mẫu suốt đời vì con. Công ơn nhà giáo tựa non đã làm rạng rỡ nước non lạc hồng. Tặng thầy cô những đóa hồng những ngày nhà giáo tấm lòng biển non. Thơ này đã được tác giả Lê Dung sáng tác ngày 7 tháng 11 năm 2018 nhân dịp ngày lễ nhà giáo Việt Nam, với bút danh là Hương Biển. Để tiếp nối chương trình, tôi xin phép biểu diễn tiếp bài thơ thứ hai với tựa đề nhớ thầy cô giáo cũ của tác giả Lê Dung. Xin mời các bạn cùng thưởng thức. Lễ nhà giáo đã đến rồi, bỗng nghe trong dạ bồi hồi xôn xao, kỷ niệm xưa thuở hôm nào ta còn cậu nhỏ học trò ngây ngô. Thời gian dẫu có phai mờ, nghĩa ân sâu nặng thở nào còn đây, vẫn luôn nhớ mỗi ngày ân cần dạy bảo của thầy và cô. Nhớ hoài ánh mắt hiền từ, nhớ bao câu nói dặn dò thân thương, dặn ta đừng có sai đường, chăm ngoan học
dội vui lòng mẹ cha. Cô thầy chẳng khác mẹ cha, quan tâm lo lắng cho ta mọi điều. Thầy cô ơi em nhớ nhiều, mỗi ngày bục giảng sớm chiều âu lo. Mái đầu bụi phấn bạc phơ, tháng ngày đưa rước chuyến đò công danh. Kể sao cho hết thân tình, mà thầy cô giáo dạy mình ở xưa. Dẫu rằng thuở ấy qua rồi, em luôn kính chồng người cha mẹ hiền. Người là đấng Phật thần tiên, trao em chữ hiếu chữ hiền đẹp xinh. Dẫu rằng gian dở học hành, sự nghiệp đen tối công danh nhạt nhòa. Dẫu đời gian khổ phong ba, em luôn nhớ mãi người cha mẹ hiền. Đây là bài thơ của tác giả Vi Dung, sáng tác ngày 16 tháng 11 năm 2008 với bút danh Hương Biển. Để tiếp nối chương trình, tôi xin biểu diễn tiếp bài thơ thứ ba với tựa đề Trường Xưa. Xin mời các bạn cùng thưởng thức. Ngôi trường xưa vẫn còn đó, được tay bằng mái ngói đỏ khang trang. Một mình đi bước lang thang, đôi hàng phượng vĩ như mang nỗi lòng. Mùa lá trổ bông, phượng hồng sắc thắm ngập qua sân trường. Mọi thứ cứ thế bình thường, nhưng sao cảm thấy thương thương cô thầy. Khi xưa cũng tại chốn này, ngôi trường mái lá vách toàn phơn tre. Nắng mưa là chuyện của trời, mỗi khi mưa đến lớp thời nghỉ ngay. Mưa lùa gió tạt tối ngay, trường không có điện để thay mặt trời. Trời nắng bụi đỏ mịt mờ, cạnh đường đất đỏ xe thời thường. Như thế kỷ mới qua loa, vẫn còn nhiều thứ mãi lo mỗi ngày. Sợ lo trường trái có ngày, cỏ hoang nó trái tàn bay đầy trời. Chỉ cần tàn lửa nhỏ thôi, tiêu rụi tất cả, ôi thôi còn gì. Thầy cô chẳng chút so bì, là người thành phố nhưng vì chúng em. Sớm khuya loe loét ngọn đèn, soạn thảo giáo án dạy kèm chúng em. Cô thầy chẳng chút tan ban, vẫn luôn đến lớp bảo ban ân cần. Dẫu cho vất vả gian nan, thầy cô vẫn giữ thuyền nan vững vàng. Chèo đò bước sống trường gian, chúng em vững bước bước sang bên bờ. Như con sáo nhỏ sang bờ, chúng em đi mãi mịt mờ trời xa. Thầy cô vẫn mãi nhìn xa, chúng em thành đạt lòng già thầm. Bây giờ lòng dạ bùi ngùi, trở về trường cũ thầy cô đâu rồi. Bài thơ này được tác giả Lê Văn Kiệt sáng tác ngày 14 tháng 11 năm 2019 để chuẩn bị đón chào ngày
Việt Nam 20 tháng 11, và cũng để kính tặng cho thầy cô giáo cũ của mình. Để liên tục chương trình, tôi xin phép trình diễn tiếp bài thơ thứ tư, cũng là bài thơ cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay. Bài thơ với tựa đề Nhớ ngày 20 tháng 11 năm nào. Xin mời các bạn cùng thưởng thức. Nhớ ngày 20 tháng 11 năm nào, biết bao kỷ niệm ùa về trong trái tim tôi. Sao lòng bỗng nhớ thương thương, nhớ dạt dào, nhớ rất rõ năm con đường xưa đất đỏ, nắng buổi mưa đầy sắt dép đến trường xưa. Tay còn lại cầm một đóa hoa tươi tắm, bạn đồng hành ôm theo bó củi trên vai, cùng mang theo quay cũ với đầu và đường. Tất cả cây nhà lá vườn đơn sơ lắm, đem đến trường nhân ngày nhà giáo Việt Nam. Chúng em trân trọng kính tặng thầy cô giáo, với tấm lòng ngây thơ hồn nhiên trong sáng. Thầy cô nhận với cả tấm lòng triều mến, sao lòng mình nghẹn nghẹn khóe mắt cay cay. Thầy cô vì chúng em khổ cực một thời, tay cầm giáo án tay thời cầm dép, mặc cho mưa gió con đường trơn trượt té, vẫn một lòng ươm mầm kiến thức tương lai. Nhìn các em lớn dần trong từng suy nghĩ, lòng thầy cô dạt dào sung sướng vô biên. Dẫu biết học sinh là những trẻ đi đò, sẽ có trẻ mãi mãi không về bên cũ, thầy cô vẫn miệt mài đưa trẻ sang sông, với tất cả tấm lòng hy sinh cần mẫn. Ơi với ước vọng chúng em ngày mai tươi sáng, vững bước vào đời làm rạng rỡ quê hương. Em nhớ mãi nồi chè 40 năm mấy, cuối ước mưa nhiều mà thầy cô vẫn nấu. Chúng em quay quần mãi cười nói râm ran, thầy cô mỉm cười mặc cho mồ hôi đổ, vui sướng thầm hạnh diện với đàn trò nhỏ. Nghĩ đến cô thầy ngày nhà giáo Việt Nam, thầy cô ơi dẫu trẻ muôn đời vẫn ngọt, công sánh bằng công đức dạy dỗ của thầy cô. Thầy cô ơi chúng em nay đã nên người, vẫn nhỏ dại trong vòng tay thầy cô đó. Thầy vẫn cười đưa đò trên bên cũ, vẫn dìu dắt chúng em đi khi đã qua đò. Nhưng ngày nhà giáo chúng em xin kính chúc thầy cô luôn khỏe mạnh, hạnh phúc an lành, vòng tay luôn mở rộng chúng em nương vào. Bài thơ này được tác giả Lê Văn Kiệt sáng tác ngày 16 tháng 11 năm 2019 để kính tặng thầy cô giáo nhân ngày nhà giáo Việt Nam ngày 20 tháng 11. Tóm lại, qua các bài thơ đã được diễn đạt như trên, vừa là thực tại, vừa là kỷ niệm, vừa là hồi ký, nhưng tất cả đều toát lên ca ngợi, ghi nhớ, tôn vinh sự hy sinh không hề hài gian khó, tạm thời gạt bỏ mọi tình cảm riêng tư, mọi lợi ích cá nhân, để sẵn sàng phục vụ bất cứ nơi đâu khi Tổ quốc đang cần. Vì từ vùng sâu, vùng xa, vùng núi, hải đảo cho tới tận vùng biên cương xa xôi của Tổ quốc, vì mục đích thiêng liêng đó là gieo mầm kiến thức tương lai cho thế hệ trẻ của các bậc thầy cô giáo và những người làm công tác trồng người. Đồng thời qua chương trình ngày hôm nay, tôi xin phép thay mặt mọi người và các bạn trân trọng gửi lời chân thành cảm ơn đến các bậc thầy cô
giáo nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 đã dạy dỗ chúng ta thành danh thành tài và đạt thành như ngày hôm nay. Đồng thời cũng qua chương trình này, tôi xin gửi lời chân thành cảm ơn đến tác giả Lê Dung, tức bút danh Hương Biển, đã đồng hành phối hợp chặt chẽ với tôi trong suốt thời gian qua, được thể hiện qua 3 bài thơ, tập thơ số 3, tập thơ số 7 và tập thơ số 8 ngày hôm nay. Nếu các bạn nào thích thơ của tác giả Lê Dung thì chúng ta hãy cố gắng tìm xem các tập thơ ấy nhé. Đồng thời cũng qua chương trình này, một rất mong các bạn, các tác giả, các nhà thơ khác phối hợp chặt chẽ gửi tặng cho tôi nhiều bài thơ hay hơn để cho kênh video của tôi ngày càng phong phú và đa dạng để phục vụ cho các bạn yêu thích và xem thơ nhé. Và cũng đồng thời tôi xin gửi lời cảm ơn và xin trân trọng kính chúc tất cả các bạn và mọi người lời chúc vạn sự như ý, tỷ sự đạt thành như mơ, và chúc các bạn hưởng trọn một ngày lễ nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 thật là ý nghĩa và hạnh phúc nhất nha. Và sau cùng xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình tiếp theo nha. Xin cảm ơn các bạn, nhớ đăng ký xem ủng hộ kênh video nha.